28. Phẩm tán hoa. Bấy giờ trong đại hội có vô lượng vô số trời 33 vui mừng hớn hở, đồng đem hương hoa vi diệu trên trời dâng lên Như Lai và các Bồ Tát. Khi ấy trong chúng có 6.000 bí xô đều từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, lệch che y vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cúi đầu hướng về Thế Tôn. Nhờ thần lực của Phật nên trong lòng bàn tay của mỗi người tự nhiên đầy rẫy hương hoa vi diệu. Chúng bí xô này vui mừng hớn hở được điều chưa từng có. Mỗi người đem hoa này dâng lên Phật và các Bồ Tát, dâng hoa xong đồng phát nguyện. Nhờ năng lực căn lành thủ thắng này, chúng con nguyện thường được an trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mau thẳng tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy Thế Tôn mỉm cười, thường pháp của chư Phật từ miệng phóng ra vô số hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, bích, lục, màu vàng, bạc, pha lê, chiếu khắp vô lượng vô biên quốc độ của chư Phật, trên đến trời Phạm Thế, giới thấu phong luân, và lần hồi trở lại xoay quanh bên hữu của Phật 3 vòng rồi nhập vào nơi đỉnh đầu. Khi ấy Ananda đứng dậy chắp tay đảnh lễ Phật bạch, kính bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào Thế Tôn hiện tướng mỉm cười như vậy? Chư Phật hiện mỉm cười chẳng phải là không có nhân duyên, cúi xin Như Lai thương xót chỉ dạy. Phật bảo Ananda, các bí xô này trong kiếp tinh dụ ở đời đương lai đều được thành Phật, đồng danh hiệu là tán hoa, đầy đủ 10 hiệu, số thanh văn tăng tất cả bằng nhau, số tuổi thọ cũng đồng 20.000 kiếp. Ngôn giáo của mỗi một đức Phật kia diễn ra lý thú sâu rộng, lưu bố khắp trời người. Chánh pháp trụ thế 2 vạn kiếp, cõi nước của chư Phật kia rộng rãi, trang nghiêm, thanh tịnh, người vật phồn thịnh, giàu vui. Các đức Như Lai kia ở cõi nước của mình đem các đệ tử du hành quanh khắp thôn, thành, làng xóm, quốc ấp, vương đô để chuyển vận bánh xe diệu pháp, độ chúng trời người, làm cho được lợi ích an vui thủ thắng, trụ xứ nơi các đức Thế Tôn kia qua lại, ngày đêm thường mưa hoa đẹp 5 sắc. Do nhân duyên này nên ta mỉm cười. Thế nên khánh hỷ, nếu Đại Bồ Tát nào muốn được an trụ tối thắng trụ, thì phải trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát nào muốn được an trụ Như Lai trụ, thì phải trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, làm cho được rốt ráo, thì Đại Bồ Tát này đời trước hoặc là từ loài người chết sanh trở lại nơi đây, hoặc từ trên trời đổ xử đa chết sanh lại nhân gian. Vì sao? Vì Bồ Tát đó ở đời trước hoặc ngay trong loài người hoặc ở trên trời, do từng được nghe tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên đời này thường siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Khánh hỷ nên biết, Như Lai hiện thấy, nếu Đại Bồ Tát siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không đoái hoài đến thân mạng của cải, thì nhất định được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa khánh hỷ, loài hữu tình nào ưa thích lắng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nghe xong thọ trì, đọc tụng, biên chép, tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp, tuyên thuyết mở bày, khuyên răn chỉ dạy cho thiện nam tử Bồ Tát thừa, vân vân, thì nên biết vị đó là Đại Bồ Tát quá khứ từng gần gũi Như Lai ứng chánh đẳng giác, nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, nghe xong thọ trì đọc tụng, biên chép siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp, cũng từng vì người tuyên thuyết mở bày, khuyên răn chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên đời này có thể làm xong việc như vậy. Khánh hỷ nên biết, loài hữu tình này từng ở chỗ vô lượng chư Phật quá khứ trồng các căn lành, nên đời này thường làm được những việc như vậy. Loài hữu tình này nên nghĩ thế này, ta đời trước chẳng phải từ nơi thanh văn vân vân nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, mà nhất định đã từ Như Lai ứng chánh đẳng giác nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Ta đời trước chẳng phải chỉ gần gũi cúng dường trồng các căn lành nơi thanh văn vân vân, mà nhất định đã gần gũi cúng dường trồng các căn lành nơi Như Lai ứng chánh đẳng giác. Do nhân duyên này nên nay được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ưa thích thọ trì đọc tụng, biên chép siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp, tuyên thuyết cho tất cả hữu tình không hề mỏi mệt. Lại nữa khánh hỷ, nếu hữu tình chẳng kinh chẳng sợ, ưa thích lắng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nghe rồi thọ trì đọc tụng, biên chép siêng năng tu học, tư duy đúng pháp,
hoặc pháp, hoặc nghĩa, hoặc văn, hoặc ý đều thông suốt hoàn toàn. Và tùy thuận tu học thì các hữu tình này chính là đang gần Như Lai ứng chánh đẳng giác của chúng ta. Khánh hỷ nên biết, nếu loài hữu tình nào nghe thuyết nghĩa thú bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy mà hết lòng tin hiểu, không hủy báng, không ngăn cản phá hoại, thì các hữu tình đó đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đã trồng nhiều căn lành nơi chư Phật, cũng được vô lượng bạn lành hộ trì. Lại nữa, khánh hỷ, nếu các hữu tình nào thường trồng các căn lành nơi ruộng phước tối thắng Như Lai ứng chánh đẳng giác, thì không những nhất định sẽ đắc hoặc quả thanh văn, hoặc quả độc giác, hoặc quả Như Lai, mà còn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì cần phải thông suốt hoàn toàn nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa, không ngăn ngại tinh tấn tu hành các hạnh bồ tát, làm cho thật viên mãn. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát có thể thông suốt hoàn toàn nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa, không chướng ngại tinh tấn tu hành các hạnh Bồ Tát thật viên mãn, mà Đại Bồ Tát này không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chỉ trụ địa vị thanh văn độc giác, thì chắc chắn không có lẽ đó. Thế nên, nếu các Đại Bồ Tát nào muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nên thông suốt hoàn toàn nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa, không còn chướng ngại tinh tấn tu hành các hạnh Bồ Tát thật là viên mãn. Thế nên, khánh hỷ, ta đem kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa phó chúc cho ông. Ông nên thọ trì đọc tụng thông suốt, đừng để quên mất. Khánh hỷ nên biết, trừ kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này ra, thọ trì các pháp khác mà ta đã giảng thuyết, giả sử có quên mất thì tội đó còn nhẹ, nhưng nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này thọ trì không đúng, cho đến chỉ quên mất một câu thì tội đó rất nặng. Khánh hỷ nên biết, nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho đến có thể thọ trì đúng một câu chẳng quên mất thì được phước vô lượng. Còn nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thọ trì đúng, cho đến quên mất chỉ một câu thì mắc tội rất nặng và lượng phước đồng như trước. Thế nên khánh hỷ, ta đem kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này ân cần phó chúc cho ông. Ông phải tự mình thọ trì đọc tụng cho thông suốt, tư duy đúng pháp, giảng thuyết phân biệt chỉ dạy cho tất cả mọi người, giúp cho người thọ trì hiểu rõ hoàn toàn văn nghĩa ý thú. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn bát nhã ba la mật đa sâu xa, tư duy đúng pháp và giảng thuyết rộng rãi cho tất cả mọi người, phân biệt chỉ dạy, làm cho mọi người hiểu rõ, thì Đại Bồ Tát này chính là người thọ trì bảo vệ và làm cho phát triển sự chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại. Khánh hỷ nên biết, nếu loài hữu tình nào phát tâm ân cần thanh tịnh đang ở chỗ ta, muốn đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi ta không mỏi mệt, thì nên trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn bát nhã ba la mật đa, tư duy đúng pháp giảng thuyết phân biệt chỉ dạy rộng rãi cho mọi người, làm cho họ hiểu rõ hoặc biên chép, và dùng các thứ báu trang sức xinh đẹp, thường đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, không nên lười bỏ. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì chính là hiện tiền cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi ta và chư Phật trong mười phương ba đời. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính ưa thích, thì chính là phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính ưa thích, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, quá khứ hiện tại vị lai. Khánh hỷ nên biết, nếu ông ưa mến ta không xa rời ta, thì cũng phải ưa mến không xa rời kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho đến một câu cũng đừng để quên mất. Khánh hỷ, ta nói nhân duyên phó chúc kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, dù trải qua vô lượng trăm ngàn đại kiếp cũng không thể nói hết. Tóm tắt mà nói, như ta đã là đại sư của các ông,
thì nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa cũng là đại sư của các ông. Các ông, trời, người, A Tố Lạc, vân vân kính trọng ta, thì cũng phải kính trọng Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Thế nên khánh hỷ, ta dùng vô lượng phương tiện thiện xảo phó chúc kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa cho ông. Ông nên thọ trì không thể quên mất. Ta nay đem Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa này ở trước vô lượng đại chúng chư thiên nhân, A Tố Lạc, vân vân phó chúc cho ông. Ông nên thọ trì đừng để quên mất. Khánh hỷ, ta nay thành thật bảo ông, những người với lòng tin thanh tịnh, muốn không bỏ Phật, muốn không bỏ Pháp, muốn không bỏ Tăng, lại muốn không bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật ba đời đã chứng, thì nhất định không nên xả bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Như vậy gọi là Pháp của chư Phật, chúng ta khuyên răn chỉ dạy các đệ tử. Khánh hỷ nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào ưa thích lắng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng pháp, dùng vô lượng pháp môn giảng thuyết rộng rãi cho mọi người, phân biệt chỉ dạy, trình bày xây dựng, làm cho người kia hiểu rõ, tinh tấn tu hành, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, có thể mau viên mãn trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa này mà được phát sanh vậy. Khánh hỷ nên biết, chư Phật ba đời đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa này mà sanh ra quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên khánh hỷ, nếu đại Bồ Tát nào muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nên siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa như vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa là mẹ của các đại Bồ Tát, sanh ra các đại Bồ Tát vậy. Khánh hỷ nên biết, nếu đại Bồ Tát nào siêng học sáu pháp Ba La Mật Đa thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên khánh hỷ, ta đem sáu pháp Ba La Mật Đa này giao phó cho ông. Ông nên chính mình thọ trì đừng để quên mất. Vì sao? Vì sáu pháp Ba La Mật Đa như vậy chính là kho tàng pháp vô tận của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Tất cả pháp của Phật đều từ đây mà sinh ra. Khánh hỷ nên biết, pháp yếu mà chư Phật Thế Tôn ba đời thuyết ra đều là từ kho tàng pháp vô tận của sáu pháp Ba La Mật Đa lưu xuất ra. Khánh hỷ nên biết, chư Phật Thế Tôn mười phương ba đời đều nương kho tàng pháp vô tận của sáu pháp Ba La Mật Đa tinh tấn tu học mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khánh hỷ nên biết, đệ tử thanh văn của chư Phật Thế Tôn mười phương ba đời đều nương kho tàng pháp vô tận của sáu pháp Ba La Mật Đa tinh tấn tu học xong, chính mình sẽ nhập vô dư niết bàn. Lại nữa khánh hỷ, giả sử ông vì hạng người thanh văn thừa thuyết pháp thanh văn, do pháp này nên hữu tình ở 3000 đại thiên thế giới, tất cả đều đắc quả A La Hán, cũng chưa vì ta làm đệ tử Phật làm việc nên làm. Nếu ông vì hạng người Bồ Tát thừa tuyên thuyết một câu pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, thì liền gọi là vì ta làm đệ tử Phật làm việc đáng làm. Ta rất tùy hỷ với việc làm như vậy, hơn người giáo hóa tất cả hữu tình 3000 đại thiên thế giới, làm cho đắc quả A La Hán. Lại nữa khánh hỷ, giả sử tất cả hữu tình 3000 đại thiên thế giới đều nhờ năng lực giáo hóa của người khác, đồng một lúc đều được thân người, đồng một lúc chứng quả A La Hán, các A La Hán này đều đạt các việc phước nghiệp về thí tánh, giới tánh, tu tánh. Ý ông thế nào, các việc phước nghiệp kia có nhiều không? Khánh hỷ bạch, rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch Thiện Thệ. Các việc phước nghiệp kia vô lượng vô biên. Phật bảo khánh hỷ, nếu thanh văn nào có thể thuyết pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa cho Bồ Tát trải qua một ngày đêm, thì phước đạt được nhiều hơn người kia. Khánh hỷ nên biết, để việc một ngày đêm qua một bên chỉ chừng một ngày, lại để một ngày qua một bên chỉ chừng nửa ngày, lại để nửa ngày qua một bên chỉ chừng một giờ, lại để một giờ qua một bên chỉ chừng khoảng một bữa ăn, lại để khoảng một bữa ăn qua một bên chỉ chừng giây lát, lại để khoảng giây lát qua một bên chỉ chừng chốc lát, lại để chốc lát qua một bên chỉ chừng khoảng khảy móng tay. Hạ người thanh văn này thường tuyên thuyết pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa cho Bồ Tát thì phước đạt được càng nhiều hơn trước. Vì sao? Vì phước đạt được của hạng người thanh văn này vượt qua tất cả các căn lành của thanh văn và độc giác vậy.
Lại nữa Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát nào tuyên thuyết các pháp cho thanh văn, giả sử tất cả hữu tình ở thế giới Tam Thiên Đại Thiên nhờ pháp này, nên đều chứng quả A-La-Hán, đều đầy đủ các thứ phước thù thắng, thì ý ông thế nào Đại Bồ Tát này do nhân duyên như vậy, đạt được phước có nhiều không? Khánh Hỷ thưa, rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch Thiện Thệ, phước đức của Đại Bồ Tát này đạt được nhiều vô lượng vô biên. Phật bảo Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát nào tuyên thuyết pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các thiện nam tử Thanh Văn Thừa vân vân, hoặc thiện nam tử Độc Giác Thừa vân vân, hoặc thiện nam tử Vô Thượng Thừa vân vân trải qua một ngày đêm, thì phước đạt được càng nhiều hơn trước. Khánh Hỷ nên biết, để việc một ngày đêm qua một bên chỉ chừng một ngày, lại để một ngày qua một bên chỉ chừng nửa ngày, lại để nửa ngày qua một bên chỉ chừng một giờ, lại để một giờ qua một bên chỉ chừng khoảng một bữa ăn, lại để khoảng một bữa ăn qua một bên chỉ chừng giây lát, lại để khoảng giây lát qua một bên chỉ chừng chốc lát, lại để chốc lát qua một bên chỉ chừng khoảng khải móng tay. Đại Bồ Tát này thường tuyên thuyết pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các thiện nam tử Tam Thừa vân vân, thì phước đức đạt được càng nhiều hơn trước vô lượng vô số. Vì sao? Vì pháp thí tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vượt qua tất cả pháp thí tương ưng Thanh Văn Độc Giác và các căn lành của nhị thừa kia vậy. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát này tự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng dùng pháp tương ưng Đại Thừa chỉ dạy, khuyến khích, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, vui mừng các hữu tình khác, làm cho được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khánh Hỷ nên biết, Đại Bồ Tát này tự tu bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng dạy người khác tu bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tự trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng dạy người khác trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, tự trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, cũng dạy người khác trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, tự trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng dạy người khác trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tự tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng dạy người khác tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tự tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng dạy người khác tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tự tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng dạy người khác tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tự tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng dạy người khác tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tự tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng dạy người khác tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tự tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, cũng dạy người khác tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, tự tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng dạy người khác tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, tự tu 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng dạy người khác tu 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tự tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng dạy người khác tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tự tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng dạy người khác tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tự tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng dạy người khác tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tự tu hạnh Đại Bồ Tát, cũng dạy người khác tu hạnh Đại Bồ Tát, tự tu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng dạy người khác tu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tự tu trí nhất thiết trí, cũng dạy người khác tu trí nhất thiết trí. Nhờ nhân duyên này, căn lành tăng trưởng, mong chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khánh Hỷ nên biết, Đại Bồ Tát này thành tựu căn lành thù thắng như thế, nhớ nghĩ đến căn lành thù thắng như thế, mà thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì chắc chắn không có lẽ đó. Bấy giờ, bốn chúng vây quanh Đức Thế Tôn, Ngài khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa giao phó dạy bảo A Nan Đà để thọ trì xong, lại ở trong đại hội trước đại chúng tất cả trời rồng dược xoa kiển đạt phược A Tố Lạc Yết Lộ Đồ Khẩn Nại Lạc Mạc Hô Lạc Già Nhân Phi Nhân vân vân, bằng năng lực thần thông làm cho đại chúng đều thấy Như Lai bất động ứng chánh đẳng giác. Với đại chúng Thanh Văn Bồ Tát vây quanh tuyên thuyết diệu pháp cho hội hải dụ và thầy tướng nghiêm tịnh của cõi kia. Thanh Văn Tăng cõi đó đều là A-La-Hán, các lậu đã sạch, không còn phiền não.
được chân thật tự tại, tâm giải thoát hoàn toàn, tuệ giải thoát hoàn toàn. Nhưng ngựa khôn được điêu luyện, cũng như rồng lớn, việc đáng làm xong, đã vứt bỏ các gánh nặng, đạt được lợi ích, dứt các trói buộc, tự biết đã được giải thoát, tâm trí tự tại, rốt ráo hàng đầu. Bồ Tát Tăng ở cõi đó, tất cả đều là, mọi người đều biết đã đắc Đà La Ni và vô ngại biện tài, thành tựu vô lượng công đức vi diệu không thể nghĩ bàn, không thể đo lường. Phật thu hồi thần lực, làm cho hội chúng trời, rồng, dược xoa, kiền đạt phược, vân vân này, không còn thấy Như Lai bất động ứng chánh đẳng giác, thanh văn Bồ Tát kia và đại chúng khác, cùng tướng trang nghiêm thanh tịnh của cõi Phật kia, chúng hội và cõi trang nghiêm thanh tịnh của Phật kia hoàn toàn chẳng phải đối tượng của nhãn căn, ở cõi này thấy tới được. Vì sao? Vì Phật thu hồi thần lực nên không thể thấy được cảnh ở xa kia vậy. Khi ấy, Phật hỏi A Nan Đà, ông có còn thấy cõi nước và chúng hội của Như Lai bất động nữa không? A Nan Đà thưa, Bạch Thế Tôn, con không còn thấy những việc đó, vì chẳng phải khả năng của mắt này đạt tới được. Phật bảo cụ thọ A Nan Đà, như chúng hội và cõi nước của Như Lai kia chẳng phải là cảnh giới của mắt ở cõi này có thể thấy được, nên biết các pháp cũng như vậy, chẳng phải cảnh giới mà nhãn căn vân vân có thể đạt tới được. Khánh hỷ nên biết, vì pháp chẳng tu pháp chẳng thấy pháp chẳng biết pháp chẳng chứng pháp. Khánh hỷ nên biết, tánh tất cả pháp không người tu, không người thấy, không người biết, không người chứng, không hành động, không tạo tác. Vì sao? Vì tất cả pháp hoàn toàn không tác dụng. Người thủ, sự thủ đều như hư không, vì tánh xa lìa vậy. Vì tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn, người và sự nghĩ bàn đều như người do biến hóa, vì tánh xa lìa vậy, vì tất cả pháp không tạo tác, không lãnh thọ, như bóng sáng, vân vân, chẳng chắc thật vậy. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát luôn tu như vậy, luôn thấy như vậy, luôn biết như vậy, luôn chứng như vậy, thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không chấp trước tướng các pháp này. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy thì chính là học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát muốn được mau chứng viên mãn tất cả Ba La Mật Đa cho đến rốt ráo tất cả pháp đến bờ kia, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì người học như vậy đối với các pháp học là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, làm lợi ích an lạc cho tất cả thế gian, là nơi nương tựa giúp đỡ cho người không nơi nương tựa giúp đỡ, chư Phật Thế Tôn cho phép khen ngợi người tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh hỷ nên biết, chư Phật Bồ Tát học pháp học này xong, trụ trong pháp học đó, thường dùng ngón tay phải hoặc ngón chân phải lấy thế giới tam thiên đại thiên ném qua phương khác hoặc trả lại chỗ cũ mà hữu tình trong đó chẳng hay biết, chẳng tổn hại, chẳng sợ hãi. Vì sao? Vì công đức oai lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng thể nghĩ bàn. Chư Phật và các Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại học Bát Nhã Ba La Mật Đa này, đối với quá khứ vị lai hiện tại và pháp vô vi đều được tri kiến vô ngại. Thế nên khánh hỷ ta bảo, thường học Bát Nhã Ba La Mật Đa là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng trong các pháp học. Khánh hỷ nên biết, có người muốn nắm lấy lượng và biên giới của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì cũng giống như kẻ ngu si muốn nắm lấy lượng và biên giới của hư không. Vì sao? Vì công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vô lượng không biên giới vậy. Khánh hỷ nên biết, ta hoàn toàn không nói công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như danh thân vân vân có biên giới có hạn lượng. Vì sao? Vì danh cú văn thân là pháp có hạn lượng, còn công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là pháp không có hạn lượng. Chẳng phải danh thân vân vân có thể lường được công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng phải công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa lường được kia. Khi ấy khánh hỷ bạch Phật, Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên nào nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là không lường? Phật bảo khánh hỷ, Bát Nhã Ba La Mật Đa tánh vô tận nên nói là không lường, tánh viễn ly nên nói là không lường, tánh vắng lặng nên nói là không lường, như niết bàn nên nói là không lường, như hư không nên nói là không lường, nhiều công đức nên nói là không lường, không biên cương nên nói là không lường, không thể lường nên